với kênh Vườn Hữu Cơ. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách tự làm phân hữu cơ tại nhà từ cá, cực kỳ đơn giản các bạn. Như các bạn biết, đạm là một thành phần dinh dưỡng mà cây cần liên tục trong suốt vòng đời của cây, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng, cây cần rất nhiều đạm. Cá có rất nhiều đạm, mà đạm cá là đạm hữu cơ rất tốt cho cây. Khi đi chợ mua cá thì mình thấy các cái hàng bán cá có rất nhiều rác cá, như là đầu cá, đuôi cá, vảy cá, ruột cá, vân vân. Mình muốn tận dụng cái rác cá này cũng như là góp phần làm sạch môi trường, nên mình thường xin rác cá về để tự ủ làm phân đạm hữu cơ để bón cho cây. Đạm cá có thể được ủ trong thùng và cũng có thể được ủ trực tiếp xuống đất. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mà mình đã tự ủ đạm cá trực tiếp xuống đất nha các bạn. Ở vị trí mà mình chuẩn bị trồng cây đó các bạn, thì mình sẽ đào đất lên. Mình đào sâu khoảng từ 7-10cm nha các bạn. Đất này đã được tưới nước vôi và phơi nắng trong một tuần rồi các bạn. Sau đó, mình sẽ cho rác cá xuống đất các bạn. Trải đều nó ra. Các bạn lưu ý dùng rác cá còn tươi nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái bột ủ phân em gel để rắc lên trên bề mặt của rác cá các bạn, để giúp cho rác cá nó mau phân hủy. Mình có thể dùng cái bột ủ phân hiệu khác cũng được nha các bạn. Và mình sẽ dùng nấm Trichoderma để ngăn ngừa mầm bệnh ha. Đồng thời là cũng giúp nhanh phân hủy nữa các bạn. Và nó không có mùi hôi, không có dòi. Sau đó thì mình sẽ phủ kín lại các bạn. Mình dùng đất mình phủ kín lại. Trước một ngày là có trời mưa cho nên cái đất này nó còn ẩm các bạn, nên mình không cần tưới thêm nước. Ngoài ra thì cái rác cá này trong quá trình phân hủy nó sẽ ra nước các bạn ha. Bây giờ mình sẽ phủ lên cái đống ủ này một lớp mùng cưa nha các bạn. Cái mùng cưa này nó rất là hay, nó giữ ẩm rất là tốt. Bởi vì khi mà có trời mưa xuống thì trên bề mặt những cái mùng cưa nó sẽ liên kết lại với nhau, nó tạo thành một cái màng, và nước nó không có thấm thêm xuống được, nó giữ ẩm rất là tốt. Nếu mà các bạn không có mùng cưa thì mình có thể dùng những cái bao như thế này các bạn. Mình phủ lên đống ủ để giữ ẩm, đồng thời là mình ngăn không cho nước mưa nó lọt vào nha các bạn. Sắc bã động vật thì nó phân hủy chậm hơn sắc bã thực vật các bạn. Tuy nhiên trong cái đống ủ đạm cá này của mình đã có bột ủ phân và Trichoderma, cho nên là sau 2 tháng mình có thể sử dụng được các bạn. Sau 2 tháng các bạn hãy đào lên, trộn và kiểm tra. Nếu mà nó đã phân hủy hoàn toàn thì chúng ta có thể trồng cây xuống đó được. Còn nếu mà nó chưa phân hủy hết thì chúng ta sẽ ủ tiếp nha các bạn. Đạm tôm cũng là một loại phân hữu cơ cực kỳ tốt cho cây các bạn. Vì vậy khi nào mà các bạn có vỏ tôm hay là xác bã tôm mà tươi đó, thì các bạn ủ để làm phân đạm hữu cơ để bón cho cây rất là tốt. Cái cách ủ thì cũng tương tự như là ủ đạm cá nha các bạn. Mình vừa chia sẻ với các bạn cách ủ đạm cá tại nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng xem các bạn nhé.